Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ cũ Hoàng Anh mồi mẫn bên trai lạ, rộ nghi vấn đã có tình mới sau lùm xùm ly hôn. Hình ảnh vợ cũ Hoàng Anh tình tứ bên người đàn ông giấu mặt đang khiến netizen xôn xao. Lùm xùm hậu ly hôn giữa Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như từng gây náo loạn vì biết suốt thời gian dài. Phía Quỳnh Như liên tiếp tố Hoàng Anh bội bạc, không có trách nhiệm với con cái. Còn Hoàng Anh chỉ lên tiếng trả lời mọi việc một lần duy nhất, sau đó không đả động gì thêm. Cho đến mới đây, Quỳnh Như bất ngờ đăng tải hình ảnh ôm hoa, tình bể bình bên một người đàn ông giấu mặt. Cô còn đính kèm dòng chú thích mùi mẫn như người đang yêu. Em mệt rồi, cho em mượn bờ vai, một chút thôi ngày mai em sẽ trả. Đừng hỏi em thêm điều gì nữa cả. Em mệt rồi, muốn được tựa vào anh, cảm ơn, một đóa xuân ngời. Vợ cũ Hoàng Anh tình tứ bên người đàn ông giấu mặt. Nhiều người cho rằng Quỳnh Như đang ẩn ý chuyện có người mới sau biến cố hôn nhân. Ta tết của Quỳnh Như lập tức khiến dân tình đổ dồn sự chú ý. Nhiều người đã vào bình luận chúc mừng vợ cũ Hoàng Anh tìm được hạnh phúc mới sau biến cố hôn nhân. Tuy nhiên, hiện Quỳnh Như chưa có bất kỳ phản hồi nào về việc đã có người yêu mới hậu ly hôn Hoàng Anh. Vợ cũ Hoàng Anh lên tiếng về chuyện tiền trợ cấp cho con hậu ly hôn, xin trả góp, câu chốt hạ gây bất ngờ. Vào tối ngày 6 tháng 11, vợ cũ Hoàng Anh đã lên tiếng nói rõ về chuyện chồng cũ trợ cấp cho con gái hậu tan vỡ. Trong tâm thư, Quỳnh Như cho biết cả hai chính thức ly dị hồi tháng 6 năm 2021. Sau đó, tòa án ra quyết định Hoàng Anh phải trợ cấp cho con gái 500 USD trên một tháng, tương đương 11,3 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, lúc đang giải quyết ly hôn, số tiền nam diễn viên phải trợ cấp cho con là 1.500 USD, tương đương 34 triệu đồng. Tuy nhiên, do Hoàng Anh đang gặp khó khăn về kinh tế trong thời kỳ dịch bệnh, nên vợ cũ đồng ý cho anh trả góp. Từ tháng 9 năm 2021, anh sẽ gửi 600 USD, tương đương 13,6 triệu đồng để vợ nuôi con. Theo lời Quỳnh Như, một tháng sau đó, chồng cô đã đưa ra thay đổi mới. Sau khi thỏa thuận xong thì đối phương bắt đầu chỉ gửi tiền cho con vào tháng 9 năm 2021 là 600 USD, tương đương 13,6 triệu đồng. Đến tháng 10, anh lại xin được trả góp 2 lần trên một tháng. Thay vì đưa hẳn một lần 600 USD tiền trợ cấp của con, anh lại chia làm 2 lần gửi, mỗi lần 300 USD, tương đương 6,8 triệu đồng vào ngày 1 và 15 của mỗi tháng. Nói về lý do, quyết nói ra tiền trợ cấp của con sau một năm ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh cho biết, mình xin khẳng định là mình vẫn đủ khả năng nuôi con dù có vất vả ra sao, nhưng tiền trợ cấp là tiền con gái xứng đáng được hưởng. Số tiền này, AP xứng đáng được hưởng đến hết năm 18 tuổi, như muốn kể rõ để mọi người thấy bản thân mình rất hợp tác và cũng tạo điều kiện cho anh thực hiện nhiệm vụ và bổn phận làm cha. Anh không gần và chăm con, nhưng anh cũng cố gắng để chu cấp cho con khi bôn ba đóng phim khắp nơi, cố gắng giữ sự kiện. Với mình vậy cũng đủ để an ủi, vì ít ra anh cũng nghĩ đến con, không có tình cảm thì bù đắp bằng tiền bạc cho con. Để khi con lớn lên, con nhìn lại cũng đỡ tủi thân với chúng bạn. Cuối tâm thư, sau thời gian dài khẩu chiến căng, Quỳnh Như bất ngờ có câu chốt hạ đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến chồng cũ. Cuối lời, chúc ba của Abby nhiều sức khỏe và cảm ơn sự nỗ lực và hợp tác đầy thiện chí của anh vì con gái. Đây là lần hiếm hoi Quỳnh Như gửi lời cảm ơn đến chồng cũ sau loạt liên hoàn sóng gió. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.